Nó xuống anh kìa, nó xuống anh kìa. Thôi 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 thôi. Anh đừng nha, anh đừng. Có em mà. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Nó chết giờ nó cay lắm rồi, nó thấy anh là nó bật cái nắp hàn lên, nó buốt cái đầu của anh. Cái con Nasus này là ao 4 level, chó sống chuồng. Ông đặt tên chó sống chuồng kìa. Chó sống chuồng, gặp rắn sống chuồng là chó đi quỷ. Khoa nó găng anh sớm nè. Cắm mắt này Khoa ơi, cắm mắt Khoa ơi. Cắm mắt liền, cắm mắt liền, cắm mắt liền, cắm mắt liền. Ra cắm mắt liền. Để nó găng sớm. Tôi coi mà thằng rừng nó xuống tới nơi rồi là tôi con là thằng rừng nó chưa xuống mà tôi con là thằng rừng xuống tới ông mới nghe được á. Đẩy nó nha, đẩy đây nè, đẩy đây nè. Quýnh nó phải cho con chó này nó vậy đó. Anh tăng cho. Đồ đi vô đây, nhảy vô đi. Thôi rồi. Mày xong rồi. Nè. Chào qua đây, chào đây. Không chết rồi. Chết. Nghe bên đài cái quỷ Khoa nó chạy lên liền thấy không? Anh xin mất phần lá cho ta. Mất, hình như mất rồi. Xin mất phần lá rồi, cặp bó tự chơi nha. Dạ. Chết. Lát. Nà sớt đi. Chi má này xin chi má. 10 top 950 à, 930 à, nhưng mà tham 10 luôn cho nó chắc. Thà tham dư hơn tham thiếu anh em ơi. Nà sớt giờ chưa. Đó, nó sớt lì nhờ, nó sớt lì quá nhờ. Ôi da, sắc đau anh rồi, nó sắc đau anh rồi. Em Khoa đá cái thóc nằm chí quá em Khoa. À Zed à, Zed lên đây cũng chết thôi. Không có sợ con nào hết á. Zed lên đây còn dễ giết hơn Nasus nữa. Em xin này boss nha, em xin boss nha. Ok. Em xin này ăn blue quá. Blue up á. Vậy mày múa nữa đi. Giết lần này tôi dễ giết hơn Nasus nữa. Nasus nó trâu khó giết. Để xin ra biết nha. Có không? Tin chuẩn không? Chuẩn. Tin chuẩn không? Ê, xin lên. Nó bung lên nhà. Có không? Nó đang ở đâu? Anh này. Làm ơn, thông tin chuẩn giúp mình cậu ơi. Để mình mất cái quay lính, mình mất một quay lính là mình mất mấy phần trăm sức mạnh đó, đừng có đùa. Rồi, biết rồi. Giết lá là giết lá, giết lá, giết lá, giết lá. 13, 40, mid, time, spell, liền. Out trình. Giờ không đánh này nó, chứ mới đánh lại. Sao mà đó được. Ao trình rừng rồi. 800 điểm thấy ngợp quá đúng không? Ngợp quá đúng không? Ôi chưa có ngán nào. Ghê vậy sao? À, cậu cá đi đâu đấy cậu cá ơi. Thấy chưa? Ủa nó về tới nhà luôn rồi. Nó đây. Cậu cá đi đâu đấy cậu cá ơi. Đai cậu cá tiếp. Em thì tôi cũng 600 điểm. Ghê vậy sao? Nó đâu có giống bạn, 600 là đại cầu thủ, còn 800 là thách đấu nó khác. Không. Không có giống được. Ok, nói gì đúng hết.
sao mà giống được cậu. Chưa Lee Sin trình kim cương đó, cậu thua là cậu chịu đó. Tôi đai cậu cả tiếp đó nha cậu cả ơi. Ê, nó lên kìa, nó lên nha. Ok. Nó hết rồi đúng không? Hết rồi. Tôi đai cậu cả này tiếp nè. Ây da, không kịp một cái nữa, cậu xanh. E cái nữa chết. Lên ngại ha. Ok, thôi. Đánh thì cậy. Lee Sin nữa đó, Lee Sin nữa đó. Nó lên ngại. Lên nữa hả? Ông Khoa này nhây quá ông Khoa. Chết rồi. Ây. Phà muốn giữ vậy Phà. Ông Yasuo định làm 0-10 thiệt hả? Nãy ông kêu anh đánh Yasuo 0-10 thì ông định làm thiệt hả ta? Khó luôn hả chứ thầy ơi. Lên top nha, ông lên top thì tôi ra tôi đi với người ta sớt. Ép không cho nó Phà. Nè nó đang con xe nè. Cảm ơn ra kìa. Ok, chơi nó vậy được rồi. Các ma ra đây cũng phải chết. Lee Sin đây nè. Gà nó ăn luôn chứ, cày bay. Mẹ nó cay tươi nhờ. Chó sống chuồng hay đập rừng gặp trăng sống chuồng là chạy liền. Sao không dám chống được. À dạ đau nha. Kéo cái đầu nó hay. Ăn rồng em ơi. Ôi gặp nè. À da, đau. Ôi, họ không có chị Mai á. Ôi, nó lên cái này được kìa. Ôi, không có chị Mai nha. Thoải mái, ăn đi, mất thôi. Không có dám ra đâu. Ê, đánh này. Đánh. Hay. Nó xuống anh kìa. Thôi. Anh được nha. Có em mà. Chạy đi. Xuống, mà bờ mà rô. Nó chết giờ nó cay lắm rồi, nó thấy anh là nó bật cái đốc hành lên, nó buốt vô cái đầu của anh. Thử sức lần 2 hay sao? Kinh hả? Mình ra sát lát rồi. Chạy qua đây được. Vô đầu. Trời ơi ông thầy kéo cái gì kỳ vậy ông thầy ơi. Thầy kéo gì chết tôi rồi thầy ơi. Chết ăn cái gì quá. Đau vậy? Để anh nha. Lầm nó. Cái này lẻo vậy? Ok. Ồ, thách đấu. Ồ, giếng nó chết rồi, đi ăn mà rồi luôn. Thách đấu quýnh vậy không hả? Không biết sao đâu đúng không ạ? 600 điểm
vậy không hả? Mấy chỉ lô nó. Chỉ thốc biến chỉ lô nghe nó sao nó hư cấu quá vậy ta. Ơi. Không được. Rồi tôi tới đây. Thằng này cũng phải chết. À Nasus đúng không? Nasus rồi, tôi tới. Tôi thẹt đau lắm, tôi có xuyên rồi. Tôi tóc biến xì lô nó ông nghe chưa vậy? Ok bro. Giết nó cho anh Hạnh nó quá mà sao không cho anh được.